Một lần nữa Diễm Liên xin kính chào quý vị thân mến. Diễm Liên vừa trở về với chương trình Vươn Tới Vì Sao lần thứ hai của Nu Skin. Kính thưa quý vị, một chương trình rất là nóng bỏng, rất là hot à, từ khán giả cho tới anh chị em nghệ sĩ cũng như là Diễm với anh là anh Bằng Kiều à, Diễm Liên với anh Bằng Kiều đã cùng trên sân khấu hai anh em coi như là cùng mỗi người mỗi shot của nước gấc cho nên quậy tung trên sân khấu luôn à, có lẽ là Diễm Liên nghĩ là mình hát hoài không thấy mệt hôm đó, có lẽ là hai tháng qua Diễm Liên mỗi ngày vẫn sử dụng Agelock Youth và cũng như là nước gấc mỗi ngày. Kính thưa quý vị, do it, tại vì nó giúp cho quý vị không có làm việc không biết mệt mỏi và mình suy nghĩ mau lẹ lắm, coi như không có thấy mệt, cho nên Diễm Liên recommend quý vị là nên sử dụng Agelock Youth cũng như là cái nước gấc cùng mỗi ngày hai lần nha quý vị nhé, nhớ nha, rất là tốt, Diễm Liên rất là thích. Và sau đây thì như đã hứa với quý vị vào đợt vừa rồi thì Diễm Liên sẽ sử dụng cái bộ kem dưỡng da của Nu Skin. Thì chắc có lẽ là thời buổi này nam hay là nữ đều chọn cho mình một cái loại kem nào đó để hợp với cái làn da của mình. Thì tại sao mình không thử cái mới? Diễm Liên thấy người nào thích cái gì là Diễm Liên vẫn cứ thử. Thì Diễm Liên đã thử này, nó có một bộ kem dưỡng da này nó có ba loại. Cái thứ nhất là cái loại cleanser and tone. Thì theo như cái trải nghiệm của Diễm Liên á, thì khi mà Diễm pump ra ba pump rồi Diễm xoa vào hai cái lòng bàn tay, Diễm rửa xong thì da Diễm là thuộc loại da rất là khó chịu, dễ bị khô, oily nhưng mà là khô. Nhưng đối với cái loại này thì Diễm Liên cảm thấy là khi mà mình rửa xong á, Diễm Liên có thể cảm nhận được cái độ mềm của da ngay lập tức, không có bị căng. Thường thường nếu mà quý vị xài một cái loại size mà nó có nhiều chemical quá thì Diễm nghĩ là Diễm hay bị da căng và khô, cái đó là Diễm cảm nhận đối với cái sản phẩm này. Và sau đó nếu mà ban ngày thì là Diễm nên sử dụng loại kem cho ban ngày, moisturizer for cho ban ngày, mình bóp ra một tí, Diễm nên bóp ra một tí, xoa đều massage trên mặt, sau đó mình mới bỏ makeup rồi lên là nguyên một ngày. Và buổi tối cũng vậy, kính thưa quý vị, lại trở lại với lại cleanser and tone, và sau đó là kem cho ban đêm. Diễm Liên nghĩ đây là cái rất tốt cho cái mùa đông sắp tới, dành cho những người da bị khô. Mùa đông thì cái khí hậu lạnh thì cái da quý vị sẽ bị khô, thì đây là một cái rất là tốt. Diễm Liên recommend quý vị, tại vì Diễm Liên đã xài qua rồi, đánh một lên một lớp, ngủ qua một sáng hôm sau quý vị có thể feel ngay cái độ mềm của da mình, không có bị khô, không có bị những cái gọi là cái da cái khô nó bị sần lên á. Diễm Liên không thấy được điều đó, mặc dù cái da Diễm Liên rất khó chịu nhưng mà Diễm Liên cảm thấy là I'm comfortable with this. Diễm Liên sẽ tiếp tục xài và sẽ nói thêm cho quý vị nó sẽ như thế nào trong hai tuần tới nhé. Và có một cái nữa Diễm Liên đang nghe quý vị sầm xì rất là nhiều, đó là cái facial spa, cái máy facial spa. Diễm Liên nghĩ là đợt tới Diễm Liên sẽ trải nghiệm cái máy facial spa qua và Diễm Liên sẽ chia sẻ với quý vị Diễm Liên sẽ cảm nhận như thế nào cho quý vị nghe nhé. Và well, that's it for today. So Diễm Liên mong quý vị vẫn sử dụng những cái sản phẩm của Nu Skin, và ngay cả Diễm Liên cũng vậy, và hy vọng là it's come out good. Thank you.